đừng riết, đừng đừng ông ơi, không biết mình phải làm gì rồi chứ không Ok riết nha. Ok, mình họ phải chết rồi. ê Huy à, ok để đi nghĩa đã quá phấn khởi quá mấy bữa mày chế ơi. Vô nha, cũng thường thôi. trọng thương ừ. Đứa nào cũng trăm cộng. Yeah, em anh lấy chữ thăng đi nha, em với Huy vô trong á. Rồi rồi, ok, có nhiệm vụ đầu là gì anh cũng chưa Ok. biết nữa, quên từ rồi. Ok. Huy ơi, như cũ nha Huy. À, Ê, nhớ chữ nhiệm vụ thăng rồi, đi. nhớ nhiệm vụ rồi. Ừ, lấy của nó cũng được. Vô, ngon luôn. Ủa gì giờ mình mới lấy xe hả? Ừ. Đừng đẩy em như thế nào. Thì quay lại từ đầu chứ chưa quay cái nào hết đó. Ok, ngon luôn. TV giảm bớt đi nha ba. Thường má Má, mằng còn không đâu đúng cái nào ngầu luôn nữa. á. Ngon. Cái tướng nó đứng mà cầm tay nhìn đúng ngầu luôn á. Ngầu chứ. Ngầu chứ. Cái trần nhìn cũng ngầu quá kìa. Mặc đồ như kiểu như là dân chơi đó ha. Má Huy, ông biết cái thằng gì trên Intel không ba? Cái thằng Siri vậy Huy. Gì vậy? Cái thằng ngoài chụp hình đó ba, thằng thằng ngoài Nito hay Follow á, biết không? Thằng gì cơ? Thằng gì cơ? À, thằng Nhật hả? Không, Thằng thằng người nước A. ngoài. Thằng không Má nhớ thì không? Có thằng đó có gì? nhìn nhìn con đồ giống giống cái thằng đó làm sao mà. Vợ cái bán rau. Thiệt. Thiệt chứ. Giờ là mình là chơi chuyên nghiệp nha, không chết lần nào luôn nha. Ok man. Ok. Rớt mạng là Hả? cả một vấn đề khác. Rớt mạng thì mình thì Rớt mạng ông là biết đỉnh làm gì cao không của á? nhỏ Tìm đồng đội khác. ba. Huy nó nhột quá ba. Má Má không điện thoại ơi. không còn dưới ta. Nếu chết rồi em lỡ spoil con em động quá. Ok nha, đầu tiên là gì ta? Đi đi Chị giao có đi. key code nè, launch mission. Chia Key tiền code cái nghĩa luôn. anh có nhiều tiền rồi nghĩa anh khỏi lấy tiền của anh đi nghĩa chia hết cho ba tụi em đi. Thì có anh chia cho tụi em nhưng mà giờ phải quay lại từ đầu chứ anh chưa quay gì hết Không em nhiều nhất nè. đó. Rồi 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 Để em nhiều nhất nè. Rồi. rồi. Ủa mày có vụ chia tiền nữa hả? Có. Rồi ok sao cũng được. Thôi Ủa, chắc còn thằng Huy á, còn thằng Huy là anh cho nó 0% luôn nha. sao nhìn con anh bự quá vậy. Bodyguard buyer. Chắc anh bodyguard đi. Nãy nãy mình nãy không nói gì, mình nghe không rõ cái lắm không. Ủa, Nghe gì đó. Láng tháng Huy không thành lúc công gì ao thì mất hết người rồi. cả. Cho ông Huy đi làm mà người mua kìa. Huy làm người mua đi, không làm người lúc ao cho. Lúc lúc ao dắt Ok. Rick Trần qua bên kia đi. Còn Để còn Huy còn gì lấy mình ta? rồi. Lúc ao có hai đứa lần, một cái lúc ao bên phía phía bắc với lúc ao bên phía nam á. Ok, không làm phía bắc đi. Ok rồi đó. Ủa, phía bắc là Rick Trần mà. Em Má. bên sau nè. Sao sao là không rồi, ok, hết chưa? Ok rồi Dễ. Mà con anh gì vậy? Sao bị gì vậy má? mặc ai mặc ai Mà mặc con con anh ghế vậy? cười mặc mặc của con, mặc con còn không mới có vấn đề mà. Mặc con không đúng bựa luôn. Rồi vô mặt con anh mới mặc là con con anh anh mới bựa. bựa không con nghĩa anh bựa đâu mày má thì nó cười ba nhìn nó thục luôn đây đây Thôi ơi từ từ ơi để tôi kiếm intern đó là tôi gửi không còn giống con luôn mà má anh chàng luôn. ừ. Mà sao lúc nào xe anh cũng nằm ở đây hết ta? What the fuck? Xe quay rồi. Đi Huy. Má bự nồi quá. Ủa xe xe nó xe quay vậy?
Ây da. Xe nào ba? Mấy thằng. Ờ không, không, hình như xe của Phong. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đâu, em đang chạy xe em nè, nói gì vậy? Lái đừng có hút nhau ba. Đúng rồi, làm cái chuyên nghiệp đi đi. Má, strip là đúng như đúng rồi ba. Má, em strip đúng đẹp luôn rồi. À. Cái gì mình như vậy? Như là mình đi giao hàng hay sao? Ờ, hình như hình không, mình à, mình đi mua đồ ba. Mua đồ hả? Ghê, vụ mua đồ nữa. Mua đồ trên mạng á. À, mua đồ trên mạng, mua gì mới được chứ? Ai biết. Giấy chủ đích. Ủa thôi, mình để anh dắt cái xe này bên trong á. Mình để coi, cái nào. What the fuck man. Ai đi mua đồ vậy? Từ từ, từ từ. Để lùi cái xe lại. Rồi, ngon. Ê, không, không. Gì? Ây dạ. Chỉ bếp xa chứ ở ngoài đời là chỉ chịu á. Bếp ta, bếp ta 66 á hả? Bếp ta. Chiếc mẹ có hả? Mấy bữa thì mới thấy là không ngủ hả? Quay chiếc mẹ gì đâu rồi ta? Sao nó bảo mình đợi ai nữa nè? Tụi nó đâu ta? Rồi do đó. Đâu? Đâu hay đâu? À, nó kìa. Phải không ta? Được rồi. Ah, xin lỗi. Oh, no, no. Oh shit. Lỗi mi, lỗi mi. Ủa? Ủa mới hồi nãy anh có coi clip gì trên thanh niên game á trường. Có nhóm chơi gần chơi. Chơi hò mà thắng toàn bộ luôn, không chết một mạng nào. Được 12 triệu. Mình cũng thắng rồi ba. Nãy mình ủa anh chỉnh mình hot mà đúng không? Ừ, nhưng mà không chết một mạng nào luôn á, từ đầu tới cuối luôn á. Thì đó, mình nãy cũng đâu chết đâu ba, nhưng mà vô tình thôi. Mình có người. Mẹ đa cấp mới giờ cầm điện thoại bán đồ đùng mẹ bán cái mấy đồ đa cấp nếu không muốn thì tham gia công ty luôn đi mình làm giàu em bạn có làm giàu á. Mạng này đúng ổn luôn ba. Má quay kiếm má đang chơi cái gần thắng cái nghĩa rất mạng rồi rồi xấu chết lại từ đầu. Lần trước đúng quá luôn, mạng có vấn đề. YOLO, YOLO, anh này mày đẹp trai quá. Được rồi Nghĩa, ảo tưởng vậy đủ rồi. Nghĩa ơi, giữa ban ngày mà vậy Nghĩa. Anh nói thật mà, anh em mình là cả một gia đình ha. Ê, ôi, ôi, vô lại, quên. Lâu quá nha. Nó là mình chạy tới giờ luôn như đúng rồi, chào, ấy à. Fail. Thiệt Nghĩa. Xây rượu, tới nè. Tới kia đàng hoàng đi, tỏ ra chuyên nghiệp đi. Đó, nó tới rồi, Huy nên giết nó không ta? Lấy hàng Huy ơi. Trời ơi, lấy hàng Huy luôn. Vô. What the fuck Huy? Vô hả? Bị xe đụng chết. Huy. Mình nói cho thành viên mới. Bữa thiệt chứ. Bữa thiệt chứ. Má đứng im đàng hoàng như ba. Bỏ cái chuyên nghiệp tí đi. Xe vừa tới bị xe đụng chết. Quá mất chuyện quá bảo. Rồi đàng hoàng nhá. Ok. Vô. Rồi đừng có xem, lo này đi. Ok, bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Work for a boss. Thông đi đâu Thông, đi xa vậy? Ủa nó không có kêu em vô lại hả? Đâu, em là đứng như này, ẩn hiện dạo. Ờ, nó là look out. Không ạ, à, thôi giờ chúng ta làm gì thôi. Quẩy lên Huy. Ồ, quá có cái trực thăng bay vừa mới bay ngang qua anh. Chụp ảnh đó, selfie. Tụi quá, nó nào ở vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Bị gì? Đâu? Bình thường mà. Máy bị quần rồi.
Huy nói vậy đi Huy, đừng dở mặt nữa. Anh da đen kìa, anh da đen kìa. Sợ tôi này quá không ơi. Anh đánh ra má nhìn Huy căng thẳng quá Huy. Ngọc người nha. Đừng là con như bị lé. Đúng rồi, nhìn nó bị lé thiệt. Mấy người da đen rất sợ nha Huy. Sợ, sợ bị bắn rồi nha. Sợ bị bắn. Quấn nó không ơi. Bà này bị bắn ta. Bắn chết mẹ đó đi. Anh cũng biết. À không không. Không ơi không, hiểm trợ không, hiểm trợ Huy lên không ơi. Rồi đó, clear. Bị bắn, bị bắn. Ok, ok, nó đi, nó đi, lên, lên. Ok, ok, ok. Lên. Oh shit. Lên. Bắn lên, bắn yểm trợ nhanh. Không. Nắm vào miếng bánh không anh. Nó đâu hả? Holy shit, nó ra tới rồi. Ôi sao biết dần tắt rồi. Ừ, sao cũng được. À thôi, vậy nào, hát xong mỗi lại nha. Ok. Phải. Áo gì? Ừ, chắc tạm thời tắt đỡ. Hồi nãy lấy riết trần chắc là không nên bật cái gì ta allow vô baby share. Nó ra nữa kìa. Thắng thắng, đi. Đi mọi người ơi. Lên thế này thôi, lên đi tôi chở cho lên đi. Đi Nghĩa ơi, Nghĩa ơi. Chạy đi. Xe đâu, xe nào đâu. Đâu. Không, lượm cho nào, chạy đại đi, lượm cho nào, chạy đại đi. Ờ, riết trần, ngoài có xe không? Ủa, mấy xe mình đâu hết rồi. Rồi lên xe, anh với em đi. Ok, anh thấy rồi, đi. Lấy xe của em đi kìa, bọc thép kìa, đi là lấy xe của em đi. Nó mất xe bọc thép luôn rồi, xe bọc thép của anh không còn ở đó nữa. Xe bọc thép em còn. Bắn nha. Bố này, what the fuck. Bắn như đúng rồi. Chạy nó đi, chạy nó đi. Đến xử lý ra. Nó nào ra cho ăn nguyên quả bom. Fuck yeah. Má tôi ông chuyên nghiệp quá Huy ơi. Má vừa mới chuyên nghiệp mà không. Má đi bộ cho khỏe không mà. Đi bộ không Huy? Má đi bộ không? Bên này đang cân rồi. Muốn giảm béo thì đi bộ cho nó giảm béo. What the fuck? Tới chuyên nghiệp, tới. Bình tĩnh. Chúng ta gần tới rồi. Hey. Ha, smell like a bitch. Mấy sao xe này đụng hàng nhiều quá vậy? Mấy màu đỏ everywhere. Ây da. Xuống em. Làm cho nó chuyên nghiệp vào. Quay. Thôi được rồi, quá đủ. Đồ. Rồi. Xong. Pass. Bật biểu hiện. Hello, what's wrong? What the fuck? Nghe hát quá. Má tiền kìa. Mở cái phim xe phim nhẹ nè. Rồi, đó, thấy giờ. Đó, chân rồi đó. Thông nè. Rồi, hát là do anh thấy nè. Đó. Đây là do nè. Đó, phải vậy chứ. Canh vậy mà canh chứ. Cái gì vậy? Huy mang dép mà mang vớ sao? Nói nghĩa thời trang thôi mà. Phát lên. Tắt cái ba. Giờ làm gì vậy? White combat, minimalist. What the fuck? Rồi. Ngon luôn. Má sao không biết làm sao kỳ vậy?
The School. Má làm cho đóng giống IS luôn. Phải mặt nạ không? Có mặt nạ này không? Hay là mặt nạ nào? Đấy. Đó, Thông ơi. Rồi sao? Mới không được ăn rồi. Đứng có cơ hội rồi. Hai, 8 năm trời. Má, lỡ lỡ Thông đúng rồi. Vô. Ơ mặt của ai nhìn đúng ngầu luôn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm một hướng vậy mà. Ok man. Sống lên. Lên xem nằm đây. Đây đây, lên xe anh nè. Em muốn lái không? Lái đi. Ôi. Vậy không, không không. Trời ơi Huy à, đi chiếc đó sao? Ê, tôi đang ngồi trong lòng ông rồi. Hai đứa tình cảm vợ là. Thấy không, thấy không? Thấy bà. Không nắm tay kìa không? Tôi đang nắm cu không á. Tôi đang nắm cu không ơi. Bà bị chuyên nghiệp vậy á. Má vô hút ba, bỏ ra. Gây quá à, thiệt quá à, nhớ hình ghê quá. Má bỏ ra đi. Dừng lại. Má đẹp vãi. Nãy trip mà đông chút bên kia đúng đẹp luôn. Má nãy không hở rồi, rồi má nãy không kích thích quá. Bởi cái kích thích đó. Má chết rồi bố, nó địch mẹ bên số. Ông nghĩ ông là dân Mexico mà không có tí không thôi. Phải rồi, bảo với Mexico. Anh nhìn cái nước này thì chắc là ngót như nước nước này ngửi để cũng xói vậy. Tại sao? Nói chạy xe đàng hoàng tao bắn mày á. Nghe nói vậy không? Phải rồi. Dạ dạ dạ, không sợ đâu, xin lỗi. Má Kanye West nhắn tin tôi hoài rồi. Má Kanye West? What the fuck? Má ông vừa nói là ba Kanye West mới nhắn luôn à. Nó giờ nó đang cắt tóc, giờ xíu nó hoài. Má vãi vậy. Ờ em vừa mới nói Dr. Dre mới gọi điện cho anh nè. Để đó gọi điện cho Eminem nói chuyện quá. Vậy là má. Anh em mình ảo tưởng quá rồi. Đúng rồi. À mà không, Eminem bạn anh đó ba. Mới rủ qua chơi PS4 mới cách đây mấy ngày nè. Phải thì chứ. Ừ. Cố gắng thôi chứ sao giờ đi chung đi đi gộp gộp vô chứ sao giờ. Để mặt nạ vô rồi. Bắn nó. Nó hết xe đỉnh ảo luôn. Đợi Thông á. Ôi xe này bắn trực diện bắn mà không bể mà lo gì, mình bắn từ bên trong vô ra ngoài thì được. Bắn đằng sau sao bắn được quá. Lát thử coi. Nhưng mà bắn vẫn ngon mà lôi. Bắn đằng sau được nè ba, bắn đằng sau được mà. Nè đang bắn nè. Đeo quần nại vô đi không? Đeo quần nại vô đi. Vô không? Đeo rồi. Ở đâu nãy tôi mới bắn đằng sau đó. Khoan khoan chút nữa, mình đứng trên mình bắn xuống nhắm xuống nha. Các bạn như cũ nha, bắn mấy thằng bắn trước nha. Ok. Vậy rồi. Mới lẹ đi Huy. Ok đang này giống hấp lại ba lỡ lỡ gì nó bắn cho. Đây được không? Đây được không? Ây da, Huy à. Xin lên không? Từ từ. Lên nó lấy xe anh đỡ cho. Rồi đó, ngon. Không. Ê không, lấy xe sắt xuống bắn không? Hả? Đi. Xe nào? Em xe này nè, cho mượn xe nha Nghĩa. Ừ lấy. Ờ, lấy xuống dưới đi, quên. Nãy anh cứ tưởng là phút màn rồi. Ôi. Ôi. Rồi. Lên không nghĩa rồi. Lên. Nhà đám lên hết luôn. Anh bắn như này chưa? Hay không? Tango.
Ok, không sao. Ôi, còn thẳng anh kia kìa. Rồi, rồi, clear vô, clear rồi, clear rồi. Còn clear còn thẳng trước mặt ông đó. Ủa, trước mặt ông nè, bắn đi ba. Rồi, 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 okay, clear okay, rồi. Okay. Rồi, ông chạy, lấy xe, lấy xe, lấy xe. Má, thôi để tôi chạy cho ba. Nhớ lần trước không chạy, rớt thứ. Sao giờ ai lái, ở bên đây, rất chân nào, bên đây, ô, ô, bên đây qua một người. Rất chân ơi, rất chân anh kia kìa. Qua bên đây một người, ui, ui, bắn phụ nè, bên đây căng lắm. Lên, 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 lên. Thôi lên lên đường trước đi, lên đường trước đi, lên đường trước đi. Nhá đi chung cũng nhiều. Nhá đi bộ đó ba, what the fuck. Đây là bắn không? Mở xe này cũng trâu bò lắm ba, má. Nó tên lửa bắn đéo xi nhê, đéo tin. Bắn không? Không. Không. Đừng chết nha, gặp ai bắn nha. Oh shit. Thang nhìn thang, nhìn thang, nhìn thang. Nó cái đường đi tục quá vậy. Oh, oh shit. Biết rõ rồi. Oh. Đường đi tục quá. Chứ anh kia xa quá bắn không tới. Ô oh, nó bắn rồi. Mẹ. À rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Được, được, được. Má ơi, rồi. Không thấy, không rồi, hối hận khi mua chiếc chạy thôi à. Dạ. No regret man. Một chiếc này cũng cho bò. Ok man. Ngon rồi nè. Nó hình như mình bị bỏ hơi xa rồi đó vậy thôi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Địch này cũng khó. Cũng chạy quá chuyên nghiệp luôn. Ná ná tôi chạy cũng chuyên nghiệp mà. Ờ à, này chạy đúng đảo luôn mà. Không một tí lắm. Má Huy đẹp không chết đó Huy. Bạn của Huy đó Huy tát năm trời, Huy giết không? Bạn rồi, bạn có Huy giết không? Cái chuyện đó điên nữa không? Trước mặt rồi Huy. Ông cũng không ngờ Huy làm như vậy. Trong đó con Thư ông không đè nó chết. Ông đè tôi. Ông muốn Thư nó lại chết như không? Bả có vụ con Thư nữa chứ. Bả có đè con Thư chết. Má nghe bựa thì chứ. Má nó em nhớ Thư lại Huy chịch nhau địch mẹ. Có tiền. Cái gì vậy? Meriwether. Xử hết nha, xử đẹp luôn. Còn nhìn lại xử lại đó. Ê, địch mẹ, địch mẹ, địch mẹ. Nghĩa ơi, chạy đi Nghĩa ơi. Quất thôi, quất thôi Meriwether đi. Không nói mình làm cái gì mà để Meriwether nó tới nó quất mình luôn trời. À, chúng ta từng là bạn thân với nhau mà. Anh gọi điện cho Meriwether hoài sao giờ nó lại rút súng ra bắn mình. What the fuck. Đéo bao giờ xài dịch vụ nó nữa. Ừ. À, má xem ném bom xe nó hoài rồi. Ờ nó kiểu như nó hư hồ xe lại cho mình nữa lại nó làm tùm lum thứ đó. Nói chuyện nó vô việc ba vụ xe cộ. Lẹ Huy ơi, Huy Nghĩa ơi, lẹ Huy Nghĩa ơi. Từ từ. Cái gì cứ phải bình tĩnh từ từ. Còn có thằng Meriwether ở dưới thằng sau lưng anh nữa. Rồi anh chạy đi rồi em thấy em cần em bắn rồi. Ok, đang tới. Chào. Nãy cái khúc em xuống xe em bắn cái like ngầu quá nhỉ. Ừ má đúng ngầu luôn á. Để làm lát làm hai like. Ra bitch. Em đang bắn tên lửa đó à. Ơi ơi đừng bắn nhầm nha, đừng bắn nhầm nha. Ôi à. Chết giờ ổ địch mày đánh gay không vậy? Xe này đúng là bad boy á. Rồi ngon rồi, gần tới rồi. Đã thấy yểm trợ. Dễ không? Ây da. Bỏ nồi. Đồ má anh tao có xe kìa. Ây da. Ok man. Đã xuống. Ngon. Ơi. Vỗ lấy hàng anh ơi. Ôi mất hàng người Nhật nữa kìa. Ừ anh cũng biết là nhìn mặt nó giống Nhật thôi chứ đâu biết nó là người gì. Có, bắt được phiên họ lại kìa. Vô luôn. Ừ ít. Đó, hồi kỳ có khô đuôi này chiến tranh ở Việt Nam đó. Nghe Việt Nam chửi được điện thoại. Black Ops phần 1 á. Ờ Black Ops 2, Black Ops 2. Black Ops phần 1. Chửi tốt luôn mà mấy. Black Ops 1 là gì ta? Có người có trận ở Huế hay sao?
Đúng rồi, khi sinh nữa. Nợ máu trả máu hả? Yo, lô ngầu vãi. Lo 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 lo. Nó sao giờ đâu nó spawn bon đâu đâu không vậy? Mà mới đêm lát nữa anh làm FPS nữa thôi. What the fuck đâu? Được 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 bắn nha, đừng bắn nha, đang làm này đừng bắn. Làm gì? Đang làm này. Nó chờ bị tông rồi. Vô tiếp. Cái gì đó, cái gì đó. Nên chưa đánh nhau hả? Kêu công an còng nha, còng á. Đánh nhau nè. Chụp có tấm hình của chồng luôn. Thôi mà em làm cảnh sát mà tại sao em lại đi giết người? Mẹ chưa. Mẹ nhìn mặt con em video thì cương quá rồi. Ôi 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 ôi. Nó bị gì? Nó bị giăng cái procast rồi. What the fuck? No, chú Trần ơi. Thôi thôi thôi. Vô 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 vô. Vô 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 vô. No. Vô 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 vô. Accept it. Em. Vô vô. Không vô nè. 169. Anh thích số 69 á. Bèo sắp mua rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Má nhìn con anh tục quá ta. Ủa Huy ơi. Con anh ngồi cứ bấm điện thoại rồi. Như từ kỷ. Người mình nói going out to it chứ đâu ai dùng going out for it đâu đúng không? Cái gì ông nói gì cơ? Going out to it mới đúng chứ đâu ai dùng going out for it đâu đúng không? Going out to it mà đúng không? Đừng được. Má, anh vừa mới nắm tay em vừa mới nắm tay ừ. Ai disconnect, what the fuck? Anh Thông với Huy đang coi cutscene nè, what the fuck? Tội vậy. Nhưng mà em vẫn còn trong đó rồi phải không? Nó có loading hay gì không? Ủa trên máy vậy luôn hả? What the fuck? Anh với Thông Huy đang coi cutscene nè. What the hell? Tội và... Để anh mời vô lại cho sao? Ủa lon mission được nè. Vô. Xạo quần mà giỏi. Anh chưa kịp đọc nó lại nguyên mẹ luôn. Lái bài mà mình chết một đống luôn đó Huy, nhớ Huy. Dám kịp á. Mấy cái lần mà em ăn nước chí vậy nước đi. Thôi chết cho đấu. Tạm đi. Ok. Let's go. Yo. Yo lô, yo lô, yo lô. Má nhìn ngầu quá. Má. Tuy con trẻ lắm mấy bà già. What the fuck. Rồi. Đeo ông nạ ra nha. Xong rít chừng mới nhìn đúng đúng khác khác nguyên đám luôn coi. Mấy bằng con này nhìn cái gì đẹp hơn nè. Ừ má nhìn ngầu hơn quá. Rít chừng gì bác. Rít chừng kìa. Má nhìn như chậm nghiệp dư vậy. Đúng rồi. Công nhận thiệt. Sắp rồi, sắp rồi. Hủy kìa. Anh em mình là một gia đình. Một gia đình chơi hết mình chứ không ai. Ai đi xe máy vậy? What the fuck? Thằng Huy chứ thằng nào. Xin lỗi nhà em đủ điều kiện không vậy. Ai á. Không mà sang đây rồi không. Anh với em đi xe bọc thép rồi. Em với Huy đi mô tô rồi mà. What the fuck?
Ờ kìa, vậy Rick Trần lấy xe bọc thép đi kìa. Còn chiếc nữa kìa. Ờ thôi kìa mẹ đi mệt á. Để bay bôi đi không, để bay bôi đi. Vậy để bay bôi, chạy đi rồi để bay bôi. Không sợ không. Sao vãi. What the fuck em làm như em đang bị hit vậy không? Má đứng được ông trả thư mà ông chạy vậy chứ ông đé xe chết nhậu hay luôn Huy. Chưa trả được thư chứ ông. Anh vừa mới tông bằng kia, chết mẹ luôn rồi. Á, cái mình đi đâu trời. Nãy giờ nó bắt anh chạy ra ngoài ô mấy lần á. Trip là bao sao không nặng dữ luôn á mà. Vậy nó không nặng nữa không? Nó xịt bệnh xe chưa? Nặng đâu. Nặng đâu bằng thứ. Ờ dạ, tình yêu không biết, tình yêu không có việc cân nặng. Dạ dạ dạ, không nhận dạ, được dạ. Vậy đi xin biết được không? Biết con mẹ mày chạy lẹ đi. Đâu tao biết đâu. Không nặng. Không nặng thôi ý hả? Biết đâu, tao biết đâu mà. Ôi! Yeah. Em vừa gấp quá. Tội Huy vừa là. Tôi muốn bảo anh chị em bài. Má chị em bài đi chung luôn ơi, đi chung luôn ơi, đi chung luôn ơi. Đi chung luôn đi. Mẹ lần á, nghe. Trời ơi, sao mà em gãy luôn cánh cửa của anh rồi. Má gãy cửa luôn rồi. Ra là Huy, ra lẹ Huy ra lẹ Huy. Quá tệ. Chạy. Má hư cửa mẹ rồi thôi. Ông anh chạy quá. Quá lụm Huy kìa. Ủa má đồng đội cái gì vậy má đâu nãy Huy đừng đừng rồi má nó chết luôn rồi tụng lấy má ơi nghe con đen gì vậy Huy má nó mắc rồi nè ai vậy ai đứng im vậy Huy hả ờ Huy sao đứng im vậy Huy đứng chặn đứng im rồi đâu ạ Huy nó đang chạy mà. Ừ đang chạy mà. Ủa, anh nhưng mà anh vẫn thấy nó đứng im. Bị lắc rồi. Anh với em bị lắc rồi không? Anh cũng thấy nó đứng im nè. Ờ em thấy nó im về à. Ừ đúng rồi anh. Ủa em có thấy anh chạy không? Có em thấy anh chạy bình thường. Em thấy có mình Huy đứng im mà nó còn đứng yên như bản đồ chỗ cũ không kìa. Ừ đúng rồi. Bây giờ mới thấy nó chạy nè. Ừ giờ nó thấy nó chạy nè. Đúng rồi thấy nó tới rồi. Làm nhiệm vụ không? Cướp máy bay. Nó rồi nó nặng chạy không nổi luôn. Bỏ cái cướp máy bay. Ờ em lái hai cho luôn đi. Ừ lái đi. Trời vinh dự và lờ ra chứ. Sao? Bàn bình nữa hả? Anh dẫn. Lên. Chuyên nghiệp tí đi nào. Ê, bắt mấy anh đeo đi. Huy nó làm mày chỉ là bớt xuống được rồi. Lấy Huy nó sẽ biết ơi. Đúng bữa luôn. Á, chứ xuống anh màu hồng nữa. Châu. Chạy đi. Á, xuống anh màu hồng rồi, tiếp tục chứ. Á, nhìn đẹp quá. Do cái màu của cái súng của em á, dù em xài màu gold thì nó ra màu vàng. Súng anh màu hồng nó ra màu hồng nè. Thế nó bựa chứ. Em mà nguy vô kìa, what the fuck. Sao đúng lúc vậy, đúng nhiệm vụ luôn á.
Em nó bị giật điện một cái là giống như lần trước vậy đó. Ok má, bây giờ tôi tới đây là em không thích kìa Huy. Ờ đúng rồi, đúng cái nhiệm vụ này luôn là má. Đúng giờ này đúng cái nhiệm vụ này luôn á. Mai đây không bỏ không? Mai đây không? Đi tâm không? Mai đi đi. Ờ đó là không? Ok ok ok. Lại lấy cái rút dây điện ra đúng vui luôn á. Ừ má. Ừ, rồi. Không, cứ tới nhiệm vụ này là em Huy, tới nó quậy Huy. Mấy lần rồi bà má, ông kêu ông cho em không rồi. Nhưng mà nó vậy đúng không? Sao biết không? Đại bộ xuống vậy. Nói chuyện với vợ, chuyện với vợ. Chuyện với vợ. Ủa sáng này không nổi vào mặt đứa được ha. Ừ, sau 2 ngày. Mấy đâu vậy, trường tao bà là thi. Thi xong nghỉ 30 tháng 4 thì thi tiếp. À, thi được mấy nghỉ coi như là học luôn rồi. Ờ, nhưng mà thi đó, thi mà nghe nó là thi 2 môn cuối thôi, chứ không phải là... Đeo mặt nạ lên nghe mấy tiếng. Nhưng mà đừng có nó vẫn tục. Ừ, đó, má còn mày lúc đó là thi xong rồi mà đúng không? Ừ. Má, sao mà cô tao kêu là cái đó là của bộ giáo dục nó bắt má, tao cũng đã hiểu luôn. Mẹ thằng mọi người trên đa bình thường là trên đa chuyên chuyên luôn bộ giáo dục. Má đang chỉnh FPS à? Má, đó. Tôi nghĩ đâu vui nữa đâu. Để mắt sao cái bộ đồ luôn nữa hả? Ờ... gì ta? Đã được đạn chút không rồi? Má này y giờ y nhìn y hệt game FPS rồi. Ê. Ủa? À không má. Đúng đó tụi quay. Thôi má. Mayday. Má không bắn được ai vậy? Vừa nói thấy không? This one bắt được wifi không? Được, nhưng mà tại chế này mạnh hơn quá. Cái dây mạnh hơn. Wifi nó dễ dặn lắm. Chết. Má đang chơi cái em Huy đó, nó lên cơ cái tắt máy rồi. Á à, hạnh phúc luôn quá. Ok, đi. Nó là người chuyên nghiệp đó. Má phải chuyên nghiệp không chứ. Chết luôn nha, không chết luôn nha. Ok man. Cứ bình tĩnh mà đi, đi chung đi chứ đừng đi đứng lẻ được rồi. Má ai chết vậy? Má hồn nữa ai chết chứ? Thằng nó ra đúng bất ngờ luôn á. À, nó bị sắp chết, nó cho anh hầm máu ừ, rồi đi. Ai sắp chết thì nó bị. Anh còn máu, anh còn có giáp luôn mà. Ăn đi. Fuck you bitch. Ừ, ai chết lùi lại đi, ngồi hầm máu đi. Má sắp lên nó không nổi. Ủa, má anh gần hết giáp rồi. Ngoài này có ai không ta? Má đi, mày mất lắm. Ô, em thằng Huy kìa. Em thằng Huy. Má em Huy ghê lắm. Điện tâm gì vậy? Đi ra. Hả? Đi ra. Má, mình địch đi cái đồ rồi. Còn cái này. Ra đây mày. Ừ, máy này không ô tìm bắn khỏi lắm. Ê. Ô, nó đây là một thằng. Đứng mình nhìn mình đứng rồi á. Gì có ai chết hả? What the fuck? Hồi rồi này nó rỡ đạn nên nãy giờ bắn. Đâu đây nè. Không làm bờ đâu. Cả bảo là không được ra thốn anh không gì. Không có. Ai lấy 2 try đi kìa. Still được 2 try kìa. Con nào sao chứ hai trai gì đó coi chừng đó nha. Con rồi an toàn rồi. Má ơi. Cái gì vậy? Được chết nha ba. Má tôi đang gần cho nó rồi. Để má này biết rồi đi chảnh nó không Huy. Nè nhường không nè không. Đi. Ủa thấy hai với hai trai. Ủa sao á? Tao lấy 2 try đi kìa. Rick Trần kìa, lấy 2 try đi kìa. Có, trên mắt kìa. Để em lấy giờ.
hai mươi từ đó ờ hai cho này hai máy bay mới trong mấy ngày rồi cái là bộ chạy tới sáng mai sáng mai này đứng một chỗ luôn á đó nhìn nhầu bự hơn bự mấy bay chết nó có Hydra luôn kìa, what the fuck. Rồi, sao ấn này nãy bài chết. Đấy, cẩn thận nha ba, đừng ai chết. Chạy em chở cứu lộn à. Cái hình như mấy bài này gánh nó dài hơn. Ủa sao nhiều lúc nó bay nó bị rung rung á. Đấy rồi, em chạy nha, em bay lên cao á, cho nó được ấy. Họ cho em bắn luôn á, cho em bay gì. Này được á hả. Nhưng thấy nó xuất hiện rồi sao ta. Chết này á. Bên cao. Ông chạy đi ông ơi. Tại sao? Ông bắn cho. Ông bắn thằng chiến rồi nè. Cái gì vậy? Anh nói chuyện với bạn mà. À đúng anh thấy có đồ ổng đang chơi nè, khoan nói chuyện còn không? Không. Hai chiếc. Cái bài nhanh vậy? Hình như bạn đó bạn đó. Nó màu đỏ chót. Đỏ đỏ nó bay không biết bay trên đầu hay là bay ở đâu mình nữa nè. Má Huy ơi, Huy ơi thôi không có ông tụi em. Nghĩ nó bay trên đầu. Nãy giờ chạy không thấy đứa nào luôn nè. Ờ nó bay trên đầu thôi nha. Ờ thấy rồi, thấy thằng rồi nè. Ê coi chừng đụng giống nhau nha. Ủa gì? Ờ thấy rồi. Nó nhiêu em đang dính em thằng nè. Dính rồi. Một em quá đẹp. Nó mình bay sao á. Bay sao á, đang vô lại nè. Ừ, bay vô lại. Bay gần thuyền thôi. Bay vô lại nè. Bay vô lại. Này đang dí, này đang dí. Còn có cài đâu. Đấy, bắn nhiều không chút vậy. Các bạn. Bay ra đây biết trời ơi. Đâu con trai trả bài mà thử gì không bay luôn á. À. Cái này bay cái này. Ừ. Bay nhanh khó ấy các bạn. Này. Rồi, mới thấy được. Mới thấy ra đâu. Trên đầu mình hay sao? Đấy, có chân đụng với nhau nha. Có chân đụng hết. Má đụng giống nhau là banh hết luôn á ông nội. Má đón là lửa dí thằng đó kìa. Nó thôi ta. Bày này nè. À. Không phải nó dưới biển á, nó dưới biển á. Rồi như chết là sao á? Ừ đúng rồi, chết rồi. Oh yeah. Ê. Ê đừng quá. Bỏ lại đi ha, có là còn. Ê còn nhắn tin kêu bơi được ngủ nè. Bơ không phải ha, vậy nói với cậu. Má đừng nói tôi vậy mày. Má dứt rất dây điện là hơi bị vui luôn. Này, nhảy xuống cho anh tỏa thôi. Nhảy xuống đi Huy. Ông đâu? Chết luôn. Ông nhảy luôn à. Đúng rồi. Á, bị sợ độ cao quá ha. Rồi, nhảy này cho tôi nè. Nó hay khói không? Không. Có gì không? Được. À, hay không rồi. Nó nhảy xuống xe đụng chết mèo. Nó trên đây nhìn đạn quá. Ông cháu đi xin tấm hình gửi mẹ chứ không. Hát bà lỡ. À, đây đang lái chưa? Đang lái phản lực mà gửi chụp tấm hình nữa, có thể không? Gửi lên. Chụp đi. Vô. À, chụp đi. Mẹ. Đàng hoàng đi Huy. Anh chưa? Anh chưa dốt bọc. Nè, đó ba.
Mẹ. Rồi, chơi không? Rồi lại đây. Tới rồi. Mấy hàng cánh còn hô mốt dễ mà. Ủa chụp xong rồi sao đi giữ lại ba? Nhớ em chụp bằng cái gì? Em chụp bằng cái gì? Snap attack hả? Chụp điện thoại. Nha. Ờ như nó lưu lên Rockstar Club mà. Không thấy không không. Đấy không, tôi tắm cho ba. Cho con cặc. What the fuck không? À. Ai à, nói đi đâu không? Nãy nãy xong ai không? Rồi. Yeah. Tôi qua đây chụp mình tôi. Nè, yeah, mission fail. Trả lại từ đâu? Ok. Ok. Ngủ luôn. Mấy thằng nói như sao không? Đồ má. Đây đó. Má. Ngầu quá. Hai chết nhìn cũng chắc quá ha. Cái chiếc của mình là gì ta? Ồ, mà nó móc cái gì trong trong cái đồ. Đồ, nó móc cái gì vậy? Ồ, nó cướp nguyên cái máy bay phản lực kia bị cái đó là sao? À, cái trắng mình mua vậy. Nó mua gì vậy ta? Ê! Cầm với kỹ vào mấy chú. Rồi, áo tổng. Áo này nó thích kiểu mình không biết đúng không? Mình mua nó hợp. Vãi công hả? Vãi. À, giờ nó mọc tóc lại kìa. Nó thấy còn muốn tưởng nếu có tiền. Ok đi, ngon quá đẹp luôn. Đi đi. LeBron đấy được. Không, ta nói mày. Sẽ đập ba. Bị của mày á. Platinum. Mấy nhiệm vụ á, rồi RB cũng kinh dị bỏ mẹ ra. Mấy ngàn xong. Má lên 170 rồi nè. Ghê. Anh cũng gần lên 299 luôn rồi chứ. Không hiểu sao không phải đéo gì mà không hết tiền mà đường này mày gồng mày đứng như đường đất vậy. Đây, Buster vừa mới đưa nè. Lên. Có 3 triệu hả? Rồi xài gì? Chưa. Xài hết chưa? Chưa. Nó xài hết trơn luôn mà tao dắt em đi ăn hả? Tôi đông tẹo. Mất tao xuống hết rồi, tao còn có xong năm cho mấy đâu dòng nè. Má có thằng gì, cái thằng gì Huy? Chung Christina đô gì biết không bà? Ờ thôi mà, nó có hai cái lần Von Kiri với EMP á, làm nào chưa? Muốn làm nào chưa? Thì cái nào gần cái nãy mới làm xong làm nó đi nghĩa. Nó có hai cái lần Von Kiri với EMP nè. Thì làm EMP á. Ôi chết mẹ, lỡ bấm Valkyrie rồi. Má thằng đó gì nó chụp Facebook nó khỏe quá, là một định mùng 1 á, đêm đầu tiên á, ông nó bà nó lì xì nó 12 triệu mấy. Kinh bà lơ. Ôi, thế mà thấy chụp hình đó ba, nó chụp con heo đất đó ba, xong rồi nó chụp tờ giấy nữa má. Đúng là địch con mẹ dân nhà giàu phải tiền. Không mà nhà nó giàu thì đó ba. Má không thấy nhà nó chưa Huy. Chưa ba. Mời đó. Má nhà nó đẹp cực luôn á. Thiệt nhà nó gần sân bãi ba. Bãi thiệt chứ. Nhất nữa. Không, chung thằng lột đó là kỳ thích hồi đó thích đàn á bà. Đù, vãi. Tình địch. Má nhạc nó giàu lắm. Ghê nha. Nã xong luôn. Không mà đàn không có chịu đó bà ơi. Đàn kêu có làm màu á. Rồi đúng không? Địch con mẹ. Đúng không Huy? Nè. Bì à. Đúng không? Đi không bát. Đẹp bằng đồng 6 như 3, đẹp trai quá, đồng 6 đẹp trai quá. Đồng 6 hay đồ hộp đen ta? Man Black. Ờ, Man Black hay đồ đen hay ờ gì được. Đồ đen hay đồ xám? Dạ không được. Xám đi ba, má xám đi nó ngon rồi. Shades of Green. Đeo còn nạ ga nữa là hết nói luôn. Rồi, đẹp trai luôn. Ok ga phải không? Chọn hết rồi. Ừ. Rồi để đi. Với anh mặc màu đen mà, mặc đen ơ sai xí thôi. Ờ má vô luôn rồi. Vậy rồi anh với biết trận đi chung em như Huy đi chung. Có phải. Đều á. Đều mà. Đồ nhẻo ngọt không? Nhìn ngầu không?
Má màu xám luôn mới chịu. Má nó nhảy rồi. Má đi xe thông nè Huy, xe thông bỏ cái giòn nước thì bây giờ vậy. Má nó bị rác nè không. Má đi không đi xe, đi xe tôi á ba, một hồi mình tới chỗ đó mình ăn cắt từ thăng mà ba, rồi mình chạy 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 rồi ông bắn nó cho dễ. Chạy về chạy bắn dễ luôn không? Ừ. Má. Chưa gì hết đất này. Ôi anh gì mới tông ai vậy? Bạ thì chứ, biết chừng. Lên đi ba. Chạy đi. Tôi xin lỗi nha. Thôi lên chạy. Để set boy cái đó. Ok. Mai gặp ha. Ok. Mai à, thứ ba mấy giờ? Mấy giờ nhiệm vụ mình làm cái gì vậy? Cứ máy bay à? Cứ máy bay nhận thẳng thôi. Ok, không okay. Sao lắm, sao không được. Lái trực thăng hay gì? Ê, chứ mình tới chỗ đó là ngồi trên xe, Huy ông bắn Huy, đừng ai xuống xe nha, tại xuống xe là chết đó. Ok, ok, giờ trên xe hết luôn đúng không? Rồi. Ok, thích thì nhất luôn. Trên xe hết. Chứ đừng có xuống xe là chết đó. Động lắm không? Động lắm không? Chưa chơi chứ. Động hả? Ok. Để ông biết chẳng bắn đi. Má, cái này thả đi show đúng đã luôn ba. Má mình còn nhiều cái nhiệm vụ chưa làm lắm. Ừ, đúng rồi. À, anh sẽ bao chọn đêm nay. Ok. Má còn em nghĩa. Ok, sao cũng được, anh sao cũng được. Để cái nhiệm vụ thứ tư anh chưa có quay tí nào hết á. Nếu mà quay bên em thì để anh quay cái mấy phần ban đầu mà phần nào chưa quay á, phần quay phần bên anh nè. Ừ, đang quay mà. Má, bại mấy ba. Ý da, lộn đường. Đây mặt nào chưa? Chuẩn bị rồi. Bạn nha. Người da đen. Má, cái da đen. Má, không phân biệt chủng tộc hơi lên. Quốc đi. Nó ra rồi. Má mày. Chúng mình có trực thăng thì xuống bắn nữa mà chết đó. Bắn. What a. Chạy đi. Thằng này nó vào đây, nước vào đây nè, rồi ai có tên lửa xuống bắn nó đi. Đây. Ơ đừng cho để Huy đi, để Huy đi. Ui. Lên. Để Huy đi. Ok đi. Bắn nó. Tử nó. Không. Ê khoan, Huy ông trả tôi. Làm gì không? Tôi ra tôi đưa rồi cho bạn. Bắn hàng bên phải à? Xuống xe không? Ông này. Ông kéo tôi ra được mà Huy. Hả? Rồi học đứng đó lỡ cái gì sao? Rồi. Bắn nó bên phải không, à? Không để mấy giờ mà không? Ông leo lên lẹ đi Huy. Lên bên phải, bên phải. Bắt nó. Bắt nó. Không kìa, bắn đi. Nè. Vô luôn Huy ơi, vô luôn. Bắn đi không, bắn đi. Má tôi đang bắn nè. Rồi ok, xong rồi đó. Vô. Nó này nhìn ra sao bắn không được rồi. Con thằng. Nhìn trước rồi à. Nhìn ra sao bắn không được. Cái quần này chưa chắc tục chứ. Còn ai không? Thằng cứ chạy, cứ chạy không.
Ồ quá, chịu thăng. Oh wow wow wow. You fucking pussy. Ồ má, có đằng sau bắn đéo được hay sao? Nếu đằng sau xe biết chần thì xe biết chần chống được tên lửa đó. Mới không nhận mỗi cái này có một cái, có một cái công dụng riêng đó ba. Cái xe chống được tên lửa mà cái giếng nó làm đéo đéo làm chống đạn được. Vậy mới phế. Phế. Chịu thăng đâu rồi, chịu thăng hư rồi hả? Ôi đây đây chạy đi không? Em như hết rồi đó, vô luôn đi, đi vô đi. Vô đi dần ơi, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Đâm nó luôn, đâm nó luôn, đi tao, đâm tới đó, đi tao, đâm tới đó. Đúng rồi, đâm nó luôn, đúng rồi. Mở đường đi, mở đường. Xe rất dần giống như xe mở đường vậy đó Huy. Má sao còn anh xe anh giống như xe láng đường vậy ba. Má anh đi đâu bắn nữa à. Rồi Huy, xuống xuống xe, nên núp núp sau xe nha, núp sau xe nha. Đáng lần trước thì đừng nhắc xe đó, tôi luôn chết á. Rồi, lần này không chết đâu, bắn rồi. Bắn hết chưa, bắn hết chưa? Chưa. Rồi, bye bye rồi, đi, bye đi. Má quần đi lấy chết á. Bỏi. Cái gì còn thằng á, sao cho đó đó. Thằng tới nè. Lên 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 đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi. Lên 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 ai lái lên đi, ai lái lên đi, ai lái lên đi. Rồi rồi, rồi chừng rồi, rồi chừng lên đi. Chừng lên đi biết chừng. Rồi lên 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 lên. Yeah, nghĩa quá kia đi nghĩa. Ok ok, đang lên, đang lên. Nè, để thông điều khiển xuống đằng trước nha. Súng này hơi ảo. Quá, quá ngon. Nói súng này bắn rồi. Quá đậu, đậu đây không? Đậu đây chờ, đậu đây là sao? Đậu đi, đậu đi, đậu đi, đậu đi. Ôi. Ôi, cho mẹ đi. Má kiếm chỗ nào đậu đi ba, kiếm chỗ nào đậu lại đi. Giờ canh chiếc nào cần tới đó, mà bắn nó trước. Kìa kìa kìa, bên ta chạy, ta chạy, ta chạy, ta chạy, ta chạy, ta chạy. Huy kìa, uống á. Em bắn vào đây ba, bên đang bị chặn rồi. Bên đang bị chặn nên cho tôi tầm nhìn nè. À nó đây, đây, đây. Bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Ừ anh hạ nó rồi. Bắn rồi. Còn một đứa trước mặt nữa, quá ngon. Bắn cái súng này bắn là nổ ba, giống như ABC vậy. Bữa nó bắn, không, bữa anh với em bắn đúng đẹp luôn ha. Má, giờ bắn xong bị disconnect. Mừng dễ sợ. Trời má. Chạy trước mặt thì trước mặt. Nó tới rồi. Chị gói rồi, chị gói rồi. Rồi, nó rồi. Nó bên anh nè, đằng sau, đằng sau. Đây. Không thấy, rồi. Còn chi, còn chi nữa tới rồi. Má, đồng quá. Má chi đó đâu vậy? Bên đi trái. Thấy rồi. Ê, lên, giang chút, cho cái thằng nhắn vô rồi. Rồi, nổ rồi, bắn rồi. Quá ngon, quá đẹp. Kìa, ngay trước mặt luôn kìa. Lượn sang đây nào các bé. Ở dưới đó. Rồi, nổ rồi. Chết rồi, nó nổ rồi. Chạy bay đi rồi, bay đi. Má, xấu nồng nhìn đã quá. Cái bay này đéo phải dừng vừa đâu. Má, đã vừa lờ. Cái cây này mà xách đi ngoài đường quá hơi bị đã luôn quá. Có cái xong cây sáu nồng của mình nhìn nó cũng bê lê sao sao quá. Tại cái sáu nồng trong chữ thăng là khác ba, rồi sáu nồng ở ngoài là khác một nỗi. Sáu nồng này bắn đúng kinh dị luôn á, bắn nghe đùng 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 nghe phê chết bạn. Bị chặn rồi. Bên đây phải có thông á. Em không thấy. Anh cũng thấy mà. Ok bro.
đúng rồi rồi, ăn đạn rồi, ăn đạn rồi, ăn đạn rồi. Nè, xuống 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 cái nữa con, xuống cái nữa con, đúng rồi, ăn đạn đi cô rồi chứ, rất là rất là rất là. Quá đẹp. Rồi đi về đi về đi về. Má, má lần này làm chuyên nghiệp quá Huy ơi. Đồ má, FPS xịn đã quá. Cái này đéo cần nạp đạn luôn. Má, chuyên nghiệp quá. Má, gần xong rồi. Điểm đỏ đỏ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Bình tĩnh nha. Má, đúng là out team luôn á ba. Má, mình giống như là thanh niên manh động vậy ba. Má, tụi đâu đúng ngầu đúng rồi. Đúng lúc chuyên nghiệp rồi. Vậy thôi không à. Hai lần này là không được chết luôn nha Huy. Tự nhiên có nhiều lắm thôi. Tiếp biển này má. Ok lên rồi đi chết giữa giữ lại cho anh em lại xó thôi nhiều cuối cùng nha. Ủa em đâu thấy nghĩa mời đâu à? Thấy rồi, thấy rồi rồi đó, mới mời đó má. Ai ngáp vậy? Cái gì? What the fuck? Tình má nhiêu tuổi rồi cu? À nè, nhiệm vụ cuối cùng rồi. Ủa cái này cuối cùng chưa? Còn cái nữa mà. Ủa hết mà, cái này còn, anh thấy còn có cái chứ mấy. À cái này anh nhìn chắc có setup rồi. Cái cuối cùng của setup là cái mà tôi ông bơi đó Huy. Dạ. Cái cuối cùng ông bơi. Ủa em mà chưa mà. Chưa mà sao cái này nữa mới cuối cùng ba. Ủa anh như còn mà phải không? Anh nhớ anh còn. Cái này mà kiếm cuối cùng. Ê có cái mặt nạ gì ngộn nè ba. Mặt nạ nó giống như là em mới dính nhỏ nồ trên mặt vậy ba. Ủa mặt nạ đâu rồi? Mặt nạ buồn đâu rồi? Chưa nè. Đâu cái mặt nạ đúng ngầu luôn. Ba ngủ đi. Xíu thật cầm rồi. Sao nó có là ừ. Còn mấy đội anh còn nói đừng có đọc để về nhà còn đọc chung nữa. Giờ anh đọc về còn la anh rồi sao? Vô. Anh ngủ đi, thôi còn.
Hái nhìn mặt thông giống như là ông địa vậy mà. Má trời mưa kìa. Má trời mưa mà mặc đồ này lạnh quá. Ừ má lạnh thiệt chứ. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Thôi trả tôi, thôi anh nhẹ trái em đi nhẹ. Ok ok. À, set bò vô vô luôn. Ôi da, đường trơn quá. Ê, thời buổi khó khăn đường trơn và là chỉ mình lên núi lên đường vô không em. Khu này khu ngoại ô rồi đó. Ngoài quận Nhật, quận 1 rồi. Đó đường chân vừa lờ ra. Khu đó khu ngày đọc đó nhỉ. Sao? Bắt mình lên núi đi chứ ba, khu này khu nhà giàu. Nhà giàu nó sắp trên núi hết rồi. Tôi xin nhà giàu mà, anh thấy bằng biệt thự. Thì đó, tại biệt thự không nè. Khu này của thằng Martin gì là trộn á, thằng nó giao nhiệm vụ cho đúng nhiều tiền luôn á. Oh shit. Má. Cái gì không? Nghĩa mình... tôi trả tiền cho anh là anh là làm tài xế cho tôi mà anh chạy xe kiểu gì vậy? What the fuck? Anh có làm gì đâu. Chạy rất là bình thường mà, what the fuck? Nghe mà. Nghe mà. Em đang đi xe taxi bọc thép đó không à. Nghĩa ơi, gì ta? What? Thiện chứ không nghe nói gì kìa. Ừ, nó bị đỡ hay nát sát rồi. Nãy nó báo vậy mà. Báo là nát sát của nó khác với anh, họ không nghe nó nói gì luôn á. Chạy đi. Thành nó chứ sao vậy, nó không nghe gì đâu. Nghĩa ơi, đường trơn quá. Đi xe xe đi, cũng tiền cho. Lấy bình tĩnh từ từ thôi ba. Má, thời tiết này mà sao làm được cái gì? Okay, okay. Lần trước em làm nó trời nó có mưa vậy không? Ủa lần trước em làm nó có mưa không? Hay là chỉ mới lần này thôi? À nhớ nhiệm vụ này rồi Huy, nhiệm vụ này mình phải lén lút lắm Huy, nhớ không Huy? Đó nhớ bỏ tôi kêu còn cái thôi mà nhớ cái kia mà không. Má vậy chút nữa lén lút nha, lén lút nha. Lén lút nha nghĩa. Ok, lén lút hả? Định làm Assassin's Creed vậy đó. Ừ, không có Huy, cái hạt chỗ Huy là hai đứa vô trong nút rồi tôi ôm nút ở ngoài xong bắn rồi mình đi cái đường bọc ra ba, mình bắn mấy đứa kia rồi mình bắn ở trên lại. Chứ đừng có bắn từ trong vô, bắn từ ngoài vô là mình thua. Ủa mà nó yêu cầu mình phải stealth hay sao? Đúng rồi. Chúng nó nghĩa đi chung với em với Huy rồi nè. Ôi, ok, đi chung hết đi. Biết còn á. Đi chung với Thiện á. Thiện biết á. Thì nói chung lát nữa đi chung hết đen đám đi. Đồ má hay quá. Ừ. Nãy anh mới quay một vòng xong. Ừ, nó có chỗ được rồi ba. Ờ, không quá nhưng mà mình phải bắn một cái thằng ở trong á ba để hồi tôi vô tôi bắn cho. Ôi, chỗ nào không biết ngoài mà. Ngoài vậy. Ok. Hồi ai lấy xe, chỗ... Thiện lấy xe đi. Chỗ đéo đi sao vậy? Cái chỗ nãy mình đậu chiếc xe á ba. Heavy, sơ trình á. Ờ. Xa thôi rồi. Má, ê, cái thằng nó chạy trên xe mình luôn kìa ba. Má rớt rồi. Anh đâu thấy rồi, anh tông rớt giữa đường mà. Đâu ấy, anh thấy nó chạy trên xe mình. Ê, rồi. Oh shit. Một phút nông nổi. Rồi, xong luôn. Má hồi dục xe luôn nghĩa. Rồi, được tiền luôn. Nó nghĩa, nó giỡn, nghĩa, làm thiệt hả nghĩa. Rồi đúng quá, mong vui trời. Huy ơi, Huy tới cứu thông với Nghĩa đi. Chỉ vì một năm nổi má xuống dưới nước luôn rồi. Má Nghĩa, một phút năm nổi Nghĩa, tôi kêu Nghĩa là dục xe luôn đi, Nghĩa làm thiệt luôn mà, Nghĩa lao xuống sông luôn. Đi đâu rồi ta? Má giờ sao leo lên núi ra? Nhớ mấy hôm mình này cái vụ mà đổi thằng không? Nhớ chứ. Cái này có... Má giờ kẹt rồi à, gọi taxi đi ba, gọi taxi đi.
Ông đang đi bằng xe gì á? 4 chỗ hay 2 chỗ? 2 chỗ. Nè, lấy cho tôi đi đi. À, để tôi gọi xe tôi tới nè. Nếu cho gọi xe được mà, có gì lo gì? Nè, có chiếc cầu cào này đi dạy. Thôi nghĩa đi xe nè, nghĩa. Rồi anh đang lên. Má, nhìn vui đâu mà. Đường chân đi chân. Ơi, đi. Má. Đi xe này mới đúng. Anh đi xéo xéo qua đó, anh mới leo được, đừng có đi thẳng không leo được đâu. Đang cố xéo xéo rồi nè. Xéo xéo qua hướng mình phải anh đó. Nãy em đi hướng xéo xéo đầu qua, anh thấy mấy cái cây không? Ừ, đi hướng xéo xéo qua mấy cái cây đó. Thấy chỗ nào có đất đó leo lên được, ừ đúng rồi. Đi. Đi nghĩa đi xe em, nghĩa xe em. Má thì gọi mong cái ra. Má Huy mới giết người ta, Huy ăn cắp xe người ta. Người ta tự chết, người lấy xe hơn mà không. Má con người ăn cắp. Ôi nửa xuống nữa. Lấy xe mới tiếp đó không. Má Nghĩa ơi, anh chở em đi Nghĩa. Lái đi từ từ, Hoàng Anh lái xe ra cho. Còn xa lắm không? Gần tới mẹ rồi, lâu nữa. Sao Huy bỏ xe rồi? Nhà giàu mà, Huy triệu phú mà. What the fuck không? Rồi có nên style toàn bộ gì không? Không ơi, đó là lái xe thôi à. Lái xe là không. Go to the surgeon. Không. Lẹ thông. Sao? Không tại gì. Má lên nóc nhà luôn. Không rồi. Mía. Tại sao? Cái gì không bắt? Đụ mẹ mày. What the fuck? Dạ rồi không còn thấy ăn cắp luôn không? Má tao là mẹ con chó. Cái gì? Má mày biết quen ai mà không? Dạ dạ. Khi quen không quá nhờ. The Beast. Má đi từ từ nữa chứ, what the fuck? Human lab. Human lab. À, nãy giờ chơi mới được cái màn đúng như tên gọi đó các bạn. Mé đừng có bắn cái thứ đồ chơi đó ra ngoài đường nữa Huy. Súng nó súng của anh mà. Lớn rồi chứ nít gì nữa đâu. Lại cái nhiêu nít. Má hèn chi Thư bỏ mày cũng phải. Và lơ thốt. Má là đó Thư bỏ nó là anh không biết hả? Nó quen Thư được một ngày mà Thư đòi chia tay 20 lần mà nó không chịu nữa. Một ngày trong vòng 1 ngày 20 lần. What the fuck? Thế phèo vậy kiểu như đang ăn cái anh ơi chia tay bác hồi ăn xong anh ơi chia tay hay sao đòi dịch nó kiểu cưỡi ngựa mà không có gì Thư đòi chia tay bác sau cuối cùng Thư nó phải chịu ban Thư vừa đây lên Thư tắt thở luôn Thư sợ nó còn sống mà nó nhập viện đó ba má Thư tưởng em chết rồi đó Nghĩa ừ rồi sao cuối cùng là sao thì lúc đó là mẹ Huy nó cầm cơm cho nó ăn mẹ Huy nói trời đất ơi con làm gì Thư nó nguyên chở mắt cá xuồng em bởi vì hướng diện bởi là hướng chế em nói thiệt nha bệnh viện nó chích điện mà tài điện mà chích vô một cái một chút điện bệnh viện luôn bệnh nhân ta chết hết trơn luôn có mình Huy ở sống bởi vậy đúng không Huy má Huy là số lộn tôi nhắc là cái buồn nữa không bởi vì chứ má Huy nhớ bữa mình làm cái này không ba sao mà có cái thằng ghế ngồi xe luôn Huy má thằng chó đó má đứt tục luôn nghĩa lúc anh không có chơi ba má lúc đó tự nhiên có thằng lồ nào á vô chơi cái má tự nhiên ngồi xe mà nó chạy xe cho hú lên đi
Lúc mà chơi với anh Khang á bà nhớ không? Anh Khang hả? Ủa có anh Khang nào nữa hả? Chơi Nguyễn á biết không Nghĩa? Không không không. Anh Khang đó bà. Ê mà cái giọng của anh lúc mà nói chuyện tôi tưởng tượng cái mặt anh không có giống như trong hình Huy rồi. Ừ đúng rồi, nghĩ giọng cũng khác rồi. Ừ má. Phải cái gì được ta. Má cố lên. Cố lên. Đúng má. Bà lên tụt lùi luôn kìa. Phè quá. Má, một sự cố gắng. Quá cố gắng. Ủa what the fuck, ai vào mặt tôi vậy? Xin men muốn ai vậy? Xin men like vậy? What the fuck? Em cũng biết nữa. Và cái tự động vào mặt tôi như đúng rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta nên sử dụng chức năng private mặt tôi. Đó hù má, thanh niên đã tự động rời khỏi mặt tôi. X-Men 31. Thôi với X-Men, C-Men. Ủa, C hả? C. Má ông nội đó, lên. Má bên cha nội này mày đặt là đi đường tắt nữa, đi mẹ nó đi đường bình thường đi. Alo, gì não không hả? Nó gần tới kìa. Rồi sao kế hoạch sao không? Rồi, anh đậu chỗ đó đi. Đâu lái đâu. À rồi, anh biết chỗ này rồi, chỗ này anh với em vô hoài mà. Ôi, ôi, ôi. Đừng dài lốt, What the fuck? Ồ, ok, vừa. Vô xe. Huy ra xe gì vậy Huy? Gì? Tụi đâu ra xe đâu. Rồi chạy lên luôn Nghĩa, chạy lên luôn. Anh đâu có lái đâu. Biết chừng quá. Cái này mặt nạ vô. Oh shit. Anh đang nhìn cái gì đó, cam nè. Ai cũng nhìn hết mà Nghĩa, đâu có gì đâu Nghĩa. Ồ, anh tưởng anh mỗi người anh nhìn thấy. Cái khu này là cái hồi đó chơi trò gì hát gì nè, hát có beo đó nè. Ừ đúng rồi, chúng nó hát luôn đó nghĩa. Chúng là anh hát nha, để ba tụi em bắn cho anh hát thì. Vậy vậy, ok đó anh hát cho. Nè. Hồi đó có nhiệm vụ vô đây nè, bốn anh em mình chơi nè, có beo đó. Chơi đi chơi lại, vô đây nè. Vô đây hát cái mẹ gì đó ai biết. Chuẩn bị chưa mấy chế. Rồi lấy xuống quá ấy ra nha. Nại vô. Yeah. Lấy sát bờ có ấy nha, giảm thanh rồi mình nhìn. Giảm thanh à? Sao? Cái thằng cho bị mà ám kìa. Bình tĩnh đi. Bắn á. Ok, chết rồi. Ây da, đi kinh tế, what the fuck. Ok xong lên mọi người ơi. Bình tĩnh nha. Chứ mà Rick đợi nó đi bộ vô trong rồi hả bắn nha. Ok. Nghe thiện. Nó bên này là không nghe gì luôn á. Ok. Tắt nhạc đi. Này cũng như đang gây cấn mà đang gây cấn mà bật nhạc hả Huy? Xe ra nè. Xe ra kìa. Mọi người im lặng. Một phút mặc niệm. Chuẩn bị. Vô. Mình á, Thánh ăn trộm mẹ. Mặc đồ ý như đang trộm. Hành động ý nhân trộm. Má mình ăn trộm mẹ rồi. Má tục. Rồi Huy vô dưới chưa?
Ờ ok ok được. Rồi anh vô vị trí của mình nè. Đây Huy. Ê đội đội gió đi không Huy đứng chưa? Huy bắn đứng vô bắn ngồi chưa? Ok. Lên chưa đứng chưa? Bắn ngồi không? Bắn đứng đúng không? Ừ đứng đi. 1 Đây nè 1 1 2 3 Hai bắn là đứng nơi vậy? Anh bắn anh thấy em không bắn anh mới bắn đó chứ. Chút nữa nhất quyết một người bắn nha, tại bắn tùm lum có hả ra tiếng đạn á. Ờ Rick Trần bình tĩnh mà đi nha ba, bình tĩnh. Lướt qua hàng nó đi. À, ngầu quá, anh em mình ngầu quá. Đi ở mấy ta, đứng đi luôn. Ok, xong lên. Anh tay trái, em tay phải, ok. Ok. Bình tĩnh mà bắn nha ba. Rồi, anh nhắm là thằng bên tay trái chưa? Rồi, 1 2 Rồi, ok, đi tiếp. Rồi. Đi nhẹ nhẹ nha, cứ đi từ từ, đi xa xa chỗ tụi nó nhìn á, thì nó thấy. Rồi, giờ sao? Quá, bây giờ mình lên nóc đúng không? Mình đứng đợi Rick Trần bắn cái thằng mà đang đứng trên nóc á, mà Rick Trần đợi nó đi bộ vô á nha. Bắn rồi ba anh em mình nhắm xuống bắn xuống. Thì khoan nha, bình tĩnh, khoan bắn nha, đếm trước đi tính. Ừ, đếm trước đi. Cái thằng đi bộ ngay hướng của mình hay sao? Ờ, cái thằng có thằng đi bộ ở dưới lầu. Dưới lầu của mình hay là dưới lầu của ai? Dưới lầu của mình á. Rồi, chị rồi. Thấy nó để đi bộ trong. Khó rồi đúng không? Rồi, nhắm. Giờ khoan tay nha, bình tĩnh nha. Thấy có 3 thằng không? 3 thằng ổ, anh thấy có 2 thằng mà. 2 thằng đúng không? Một thằng áo trắng với một thằng gì đây? À mà áo giáp á, giờ mình bắn thằng nào? Rồi, vậy Huy nhắm không hay là tôi nhắm? Anh có nhắm rồi. Ờ anh đảm bảo vô. Khoan. Đừng bắn nha. Có thời gian kìa, nhắm đi ba. Thời gian kìa. Thằng đó biết đó ba. Có thời gian kìa. Biết thằng đó biết. Bỏ. Giờ sao? Khoan từ từ. Rồi. Khoan nha. Em thằng áo trắng nha, anh thằng lính nha. Rồi ok, anh thằng lính phải không? Ok. Chờ xong nó bắn kia đi. Chờ xong nó bắn kia cơ. Chưa. Không biết chuyện bắn hàng áo trắng trước không ta? Thôi, em canh đi còn 5 phút á. Thôi khỏi. Hay sao vậy ta? Khỏi bắn hàng áo trắng đi, khỏi bắn hàng áo trắng đi, ba bắn đúng rồi đi. 1 2 3 bắn nha, 1 2 3 chuẩn bị chưa? 1 Rồi chuẩn bị. Nhắm rồi. 1 2 Rồi á. Ba chưa? Ba phải đọc lên chứ ba. Bắn đi. 1 Nghĩa 1 2 3. Bắn Nghĩa. Má Nghĩa bắn không? Má. Dễ lắm. Ok ngon đó. Ơ, bình tĩnh đi. Chết là làm lại đó. Có còn hai người xuống mà. Họ trống rồi, trời bắn hết rồi, lại đi. Rồi gì đó. Nghĩa. Dạ. Nghĩa hai bây giờ ba đứa mình canh Nghĩa. Ok, từ từ anh đang xuống nè. Canh gì nữa? Hát không? Canh lính coi. Má vậy cả ha. Tiến ơi. Hát đâu rồi ta? Hát đâu vậy? Ở đây để em hát cho. Hát đâu vậy? Đâu rồi, nốt đã hát rồi. Hát ngay. Ngay đâu rồi ta? Ngay đây hay gì? Đây phải không? Clear away then get in insertion gì cả. Nếu Trần đi bộ ra ngoài trước đi. Then get in the insertion kìa, lấy cái xe của mình. Hình như phải lấy cái xe của mình nữa. Lấy cái xe của mình. Khoan Huy rồi. Nó bảo get in the insertion kìa. Đây, ra để tôi tông vô cho bà. Không hát được. Lấy cái xe của mình á, nó bảo lấy để get in the insertion kìa. Đi ra lấy đi Huy. Lấy đi. Thì này đi, chạy đi Huy. Thì Huy nó cầm xe mà. Má còn 3 phút mấy à. Nhanh, cứ bình tĩnh. Anh nghĩ là sau 3 phút nó báo động hay sao á, anh cũng biết nữa. 3 phút rồi mấy đứa kia tới đâu mà nói. Rồi sao đâu tới mình bắn luôn, còn anh cứ tưởng nó báo động hay gì thôi. Không có bắn. Thì cứ bình tĩnh đi.
Ừ chạy đi, chạy chạy tiếp đấy, chạy tiếp đấy, lẹ lẹ lẹ, còn 3 phút thôi. Chạy vô, chạy vô, get in. Clear path to the bay. Rồi kêu kêu xe của ông, xe của mình nó chạy thẳng ra đây nè. Rồi vô 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 thì phải vô thôi. 2 phút, 2 phút, 2 phút. Đấy rồi. Đó, rồi đó, vô luôn. Đi kìa. Má vô sao mày? Ê, má. Sao ai giục, ai giục chiếc xe ở ngoài vậy? Rồi, rồi, anh hát cho. Má ngồi sao chạy ra kịp nổi. Rồi, 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 im chợ đi, im chợ đi. Đang hát, đang hát. Im chợ nha, im chợ nha, còn 2 phút mấy á. What the fuck? Has the red lines passing it? Block on the block in place. What the fuck? Highlight blocks. The has the red line passing through it. Này cứ buồn quay vậy. Ủa má khó vậy? Đồ. Nè, anh thấy ở đây đường Nguyên làm gì má còn 1 phút rồi nghĩa. Kệ là anh đang làm. Cứu anh nhé. What the fuck? Không có gì đâu nha Nghĩa. Mình còn 1 phút 30 giây đó. Không. Oh yeah, oh yeah. Hát rồi ra. Còn còn một cái nữa hay sao á? Rồi rồi rồi. Vô 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 được chưa? Được chưa? Được chưa? Vô vô lẹ, vô lẹ. Chạy xe vô nước trơn, nước trơn đang chạy kìa. Nghĩa lên xe này, Nghĩa lên xe này. Chạy đi Nghĩa. Lên xe Nghĩa. Đây đây đang lên. Rồi chờ nước trơn lên nữa. Lên 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 okay, rồi. Okay. Không mẹ đây đó. Ủa sao mình phải rồi. Lấy cái xe này vậy? Có lộn. Tại cái xe đó chứa MB hiểu mà. À rồi rồi hiểu rồi, xe đó chứa MB. Má cho MB chết mẹ mày luôn. MB gì đó để họ cái chuyện đó. Rồi má anh em mình tỉnh quá. Xong giờ bỏ MB đó rồi chạy ra. Thanh niên tỉnh của năm. Á yeah. Hay quá không ơi. Má chạy cuối cùng. À, cuối cùng cũng xong. Ê Huyên không á, hình như lần này mình làm lẻ hơn lần trước, thì máy lần trước. Ừ. Oh shit, cái gì vậy? Ừ, còn có 1-2 giây à. Phải nói vậy? Phải nói vậy? Ho ho ho, má đầu tiên vào lần. Cuối cùng cũng thắng được. Human. Tôi. Yeah. Set up pass. Ừ, nó đây. Platinum. Thông Platinum kìa. Em bơ lấy thì bơ lấy. Kinh vờ là. Hả? Lên level luôn. Đóng cửa lại mình. Má cái chiếm gì vậy nữa. Chơi cho xong nào. Quá đẹp. Má anh em mình hành động quá hay. Chuẩn bị cho mọi người. Chúng ta làm phi vụ cuối cùng nhé. Tự selfie một cái. Oh shit. Nhà anh hả? Nãy trời còn mưa, giờ nó trời nó sáng trưng rồi. Trong xanh cả rồi. Bình tĩnh nha. Ok. 675.000 nghìn. Éo. No. Anh cũng biết chia sao nữa, nó có chia. Bình tĩnh đi mấy đứa. Để chia nha anh nhỉ. Ờ, rồi anh giữ hết cho để lát anh dẫn anh em mình đi ăn lẩu. À, được rồi, em có cái lẩu ở nhà rồi. Em tự nấu lẩu được rồi, chia tiền đi. Hay là Huy à, hay là đi uống trà đào không Huy? Thôi được rồi, em mua hộp trà đào tặng nhà rồi. Ờ, có gì mà em muốn không để anh đổi em đi chung. Đi vũ trường Huy à? Tự uống mình đóng tiền đi rồi. Ok.
Thành niên mày vậy. Má này mình làm gì vậy? Má đi vắng lộn mà không mặc quần áo gì vậy? Ai vậy? Huy ghê. Không có áo luôn mới tầm chứ. Đi giày. Nếu mà anh không chia em tiền em đâu có tiền. Đâu chia sao? Đâu chia được đâu. Chia được. Anh thấy chữ anh chia cách đó 50%, nghĩa anh chỉnh em lên thành 20-25 gì đi ba. Có đâu, làm gì có chữ modify à. Làm gì có, là anh là sai đâu rồi. Nhưng mà anh đâu có chỉnh được, anh đâu có kéo qua được. Được. Được mà nghĩa nói vậy. Đâu nè, đâu em bấm sao. Máy vậy em không trong màn hình đó xem em nhớ cách bấm được. Thôi thôi. Đâu có chi được đâu. Thôi kệ lại đi. Ồ quốc nha, quốc nha. Quốc luôn. Ngầu quá. Má gì nhỉ ngầu vậy? Không biết được cái áo gì chứ. Ờ cái áo gì áo phi công rồi ba. Giờ sao đây? Huy nhìn thông mới ngầu quá. Cái đầu nó cứ gật qua. Má nhìn là anh, mà anh giống như là đang sướng vậy ba. Mặt đúng thỏa mãn luôn. Má thôi mặc vest nhở Huy, mình phải mặc đồ lính chứ. Giỏi không? Đi có một bộ này thì mặc thôi chứ. Ai đi xe của em đi, nghỉ cho được 4 người nghỉ anh chở gì nhỉ? Ok. Thôi xong lấy xe bọc thép đi. Xe bọc thép này không nổi, xem xe bọc thép mà. Ờ vậy hả? Thôi đi. Để anh vô lại. Cái đứa nào gọi Zentono ra chi vậy? Ai nói vậy? What the fuck? Ai lái vậy? Anh lái đi. Em đang ngồi trên cái chỗ vô lăng mà. Địt con mẹ nó. Bình tĩnh không à? Đúng rồi, anh bay cao lên nó nghĩa để nhảy dù á. Ok. Má nhìn thông ngầu quá. Ngầu không? Thôi dạ. Phải trồng cái súng màu hồng nhìn đúng bên đây. Tôi để thấy nó mới thằng nữa. Nó nè. Mà lên clip coi là thấy liền rồi. Cái chiếc tướng nó trồng cái súng á. Đúng bên đây luôn á. Súng màu hồng á nữa ơi. Má nhìn súng này nữa. Mà tao mất. Má nhìn đúng ảo luôn á. Để lát anh chụp cái thông hình nè. Từ từ nha. Huy làm lại Huy để anh chụp tấm hình lát đăng nha. Đổi xuống màu hồng đi ba. Đây để mấy đây đó đó. Nhìn tục thấy lạ luôn. Nhìn như đụng quá như cái súng sơn vậy ba. Súng bắn đinh vậy. Quá còn rít chân nữa nè. Đang mẩn mê cái gì vậy ba. Quay thanh niên quay tay đi. Đù má ngầu quá không. Làm lại thôi. Ngầu. Nó không chạy chi đàng hoàng không. Đàng hoàng rồi nó. Tập nữa không chứ nữa. Bỏ ra bỏ cái đàng hoàng. Oh, bỏ cái đàng hoàng. Oh. Wow. Yêu mà cũng lại vãi huy. Ô cái gì vậy? Má đừng có bắn. Ai bắn vậy? Ai bắn? Ai biết đâu? Anh đâu bắn đâu? Ai mẹ bắn đâu ngoài á?
Má, tao nói rồi, thằng nào bắn tao cho xuống xe hết. anh màu hồng mà. Anh màu hồng không à? Không chắc gì không? Đụng mẹ mày cu. Má tao bán thư nè. Đuổi tao xuống mày. Tao bán thư nè. Dạ mày cất luôn. Má mày. Má trip hay à, nãy mà trip quẹo thêm lần nó nhìn đúng đẹp luôn á thôi. Một cái nữa, một cái một nữa. Đó. Đó. Tên miếng cứng mà. Đó quá cứng luôn. Lao xuống nước là vui luôn á. Nói nước thì con mẹ nó, trong huy chết mẹ nó luôn. Alo, vãi thông, lá đàng hoàng thông. Mẹ mày, mày là bạn của Huy đúng không? Con mẹ. Lá nó chán gì vậy? Tao bắn chúng đó mà. À, dạ thôi, con đi ngủ liền rồi. Ê, tôi đi ngủ rồi, tắt máy nha, bye bye. Cái bụng. Ok, hôm nào chơi cũng được. Bà ở thông chim gió ảo quá ơi. Rồi bắn xong. Đường cho ông lái nữa không? Em có 20 viên mà làm như em có 100 viên sao em bắn nhiều vậy? Nữa đó. Hết đạn rồi, hết bắn được rồi. What the fuck không? What the fuck? Má gỗ này tốt quá, em định đụng thử gỗ bể không mà không bể. Lạ thiệt chứ. Ui mày nhảy xuống nha. Đù má. Cảnh này đẹp quá. Đù đi. Nhìn xe ngầu quá. Lai được thang cho nổi chứ. Em lái là boss xem ơi. Chào, nó là boss. Má quần này mặc đồ gì, đỏ thì chơi gì vậy? À, lấy hên nữa mà. Anh lái. Bình tĩnh. Cái này phát quá. Ê, có người nhắn tin từ. Ôi. Sao, what's up? Sao thắt hả? Bắn cái gì được chứ? À rồi, ok. Thì bay cỡ vậy được không? Hay cần bay cao hơn nữa không? Hay sao? Không, anh phải bay cao lên để cho em đi Huy nhảy dù. Ok. Thì đó là tính đi gần tới nè. Sao? Đó, mấy hình giờ như Huy hay không ai cầm súng á, lát chuẩn bị bắn. Mới vừa rồi. Mới 11 giờ mà. Mới sao? Nhớ chơi tới 6 giờ sáng luôn á. Ê, đừng bắn nữa. Bay cao lên nhỉ. À nhảy vậy? Không ai nhảy. Tí xíu bay cao lên không? Cao lên nè. Tí xíu lên lết không? Vậy? Lên lết không? Mày quá khứ rồi Huy, đừng nhắc lại. Được chưa? Chưa. Cao lên. Cao lên hả? Anh kiếm cái chỗ nào có cái chấm vàng á, anh bay vô cái chỗ chấm vàng á. Rồi, nãy mới bay nhưng mà cái đó không có renew được, không đủ độ cao. Bay cao lên nữa, đúng vậy, em thấy rồi, bay cao lên nữa. Ồ, đang cố nè. Ồ, hay giờ nào không? Rồi nè, ok nè. Rồi, nhảy đi, Huy ơi, 1, 2, nhảy. Maintain attitude while your team pursues down. Nhảy đi. Anh còn trên đây đúng không? Phải không? Ôi, té danh nữa Hùng ơi. Rồi sao? Anh bay vô. Anh bay vòng gần á, để hồi bắn á. Để hồi thiện bắn cho dễ.
Bắn xuống gần xuống hay sao? Xuống luôn phải không? No. Đó, 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 nó bảo anh đâu không? Nó bảo anh hạ xuống nè. Má mặc đồ vest này không có hợp không ơi. Nó bảo rồi mặc đồ lính này nhìn nó ngầu hơn nhiều. Mày biết phải làm gì rồi chứ. Đúng. Hold up the security à. Lắng cửa không ngõ bằng cửa giờ không mở, nó đụng anh tục nhiều. Check cover không? Tao đang check cover nè. Oh shit. Mày oh shit. Giáp đây không không? Ho ho. Ho ho, anh vừa mới quay một vòng 180 độ. Quá vậy mà đéo chết. What the fuck? Nhìn đúng áo luôn. Không chết nha Nghĩa. Nó ném chết rồi. Lại nãy đúng áo luôn á. Nó lên clip nhìn đúng áo luôn á. Điệt. Ủa tôi bắn được không ta? Ủa tôi có bắn được không hay là ông bắn thôi? Ừ tôi không bắn được sao? Rồi bình tĩnh. Không, không. Nghe nghe nghe. Không. Nghe nghe. Không ơi, nghe rõ. Nghe rõ thôi. Từ từ nó quay lại kìa. Cái gì có cải lương nữa, what the fuck. Bắn tụi mày không ơi. Bắn ở dưới rồi. Còn có bia lại có cá rồi không. Má nãy đó mà mặc rồi rồi rồi. Chứ mặt chứ mặt chứ mặt cơ, chứ mặt cơ. Nó khá là vết. Từ từ đó, tìm chỗ quay lại. Núp đi định đi hơn là để tôi bắn hộ cho. Wow, à, wow, 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 wow. Fuck, shit. Nó tông anh mém rồi đụng má. Lần, thiệt. Em bắn đi. Quá đẹp, quá đẹp. Má, lần lần mới nãy em cố tình nó hùng anh không sao. Không, nhiều máu không? Má, xong rồi. Gì đâu, máu đi. Má đâu, ok, rồi. Rồi rồi. Meriwether 4x4 is on route to the lab. Our people inside won't. Đi nhau không có người gì không? Để đánh gì đâu. Trước mặt, có hai xe. Rồi, xong. Máy bay trực thăng. Ủa, đây nè. Chuẩn bị cho Huy. Giết về chỗ Huy chung. Chuẩn bị. Nó dưới. Ồ, đẹp quá. Ba. Điệt, nó chưa chết. Má lại đó, à. Má đừng có đá cái ghế nha. Đừng không, đừng có đá cái ghế. Đừng không. Bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh thôi bạn. Đồ má đẹp quá. Quá đẹp má. Đẹp bắn hay quá. Đây. Sơn luôn nè, nó sơn luôn nè. Từ đâu mình đánh. Má đâu có ai đâu vào. Nữa sao. Chưa khăn tới nữa kìa. Má, chỗ này mình bơi đó Huy. Má mặc bộ đồ này bơi hơi lâu. Má ừ. Tiếp luôn còn nữa. Mà nè, nãy giờ tôi đỡ đạn cho mong nhiều lắm luôn á Huy. Ủa mẹ mày tao muốn cập. Thôi. Cái gì nãy tao lấy luôn cái lịch báo trần chết mẹ luôn. Ồ má nó móc tên lửa mình kìa. Fuck me. Ồ trước mặt kìa. Má chết. Không ơi không. Chết rồi không. Vậy. Quên đeo cái ấy rồi. Một đứa đau. Đeo đi, lên đeo đi. Thôi lừa quá. Đẹp. Đợi tôi quên rồi. Lừa nó nhắm. Má, ôi cái máy bay này nó bốc khói rồi Thông ơi. Má, nó mới lẹ đúng không? Má, ba chiếc. Giờ bắt đầu cái chiếc này nó bắt đầu mà không? Nó bay chậm lắm rồi. Không,
Không. Anh hết điều khiển được luôn rồi đó. Không. Không, cái gì? Để xuống le không? Còn ba, le gần đó ba. Xuống gì? Xuống xuống, xuống pháo. Bắn tôi xuống pháo rồi. Oh shit man. Bắn chị thăng rồi. Ừ, tay trái, tay trái, tay trái rồi. Dưới đây tay trái á, bắn nó, bắn nó. Bắn nó thì rồi, đâu. Ở trước mặt á. Mẹ, loại thì chứ. Có hai thằng ngay trước bên đây phải mình á. Mấy giật bờ vậy. Không. Lấy mẹ em đi ra tập trung tao ra đây. Nhìn nó nhìn ý như là cái phim hành động nha. Quấn nó. Chào chào. Mẹ đi không ơi. Quấn nó thiện ơi. Mình đi trái kìa. Đó 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 đó. Đó quá đẹp. Rồi nó đau, nó đau rồi. Ô má đẹp quá. Từ từ. Anh đang bơi. Không bơi chậm nè ba. Má bộ đồ vô đó làm gì vậy? Vô đó lấy gì vậy? Má bộ đồ làm bằng mỡ của ung thư gì vậy ba? Nó trúng đạn mà nó bơi chậm thiệt luôn. Đồ mỡ của thư rồi nó không chết gì đó lâu lắm rồi. Ngọt quá không ơi, lớn lẹ lên. Mày lên tới bờ không ấy. Mấy ông bơi lẹ cho Huy. Tại tôi biết bơi mà. Look for the crowd team signal flare nè. Huy à, nãy em bắn còn flare không Huy? Em bắn hết trơn rồi kìa. Rồi. Ê Huy ơi, tôi sắp chết rồi Huy ơi, má. Cái bộ đồ nặng thế nào. Rồi xong hết rồi nè. Bên ngoài xong hết rồi nè. Rồi em đi chết đi. Xin lỗi đội chơi lại nha, em chết rồi. À, nãy giờ nó thông. Má. Thấy không? Thấy không? Đùa mà. Thấy không mẹ. Thấy em không? Nghĩa là dùng flare đi, anh đâu thấy gì đâu. Em đang đâu? Em quay lại đi, quay lại đi. Quay lại phải không? Lên nè. Ngay bờ biển phải không? À hồi nãy. Anh bắn cái lưỡi cho em mầm luôn rồi nghĩa. Gì đâu. Rick trước chân bắn ra đâu bắn đâu đâu. Ở đâu? Nè, thấy chưa? Đâu? Thấy không? Bắn thêm đi thôi, bắn thêm đi, bắn nhiều vô. Rồi. Thấy không nhỉ? Flare đâu? À, thấy rồi. Bắn nhiều đúng không? Dùng flare thấy rồi. À, thấy rồi. Nó không kiệm nữa chứ. Chuyện mẹ rồi. Tôi có dừng chém chúng nha. Lên đây được không hay là sao nó xuống nữa? Xuống. Đậu xuống đây nè nghĩa, Từ từ đến tìm chỗ, tìm chỗ. À. Nghĩa. Bình tĩnh nha, đừng chơi chết nha. Đó, đi. Let's go. À, nhiệm vụ gì ngắn vậy? Còn nữa không vậy? Hay là chỉ hết rồi? Địt, vừa mới nói xong. Vừa. Trên đầu. Fuck you bitch. Má Nghĩa ơi, anh ba em bắn không được. Quá đẹp luôn á, chính hiệu. Bên phải. Ôi shit. Nghe coi chừng á. Tránh ra con bitch. Fuck you bitch. Tránh bố ra. Bắn nó thiện ơi. Đâu má đẹp quá. Cái điều bắn hụt hơi gì đó. Oh shit. Ồ mấy cái máy bay này chịu được tên lửa hả? Hô, nãy thốn vậy. Oh shit. Oh, né hai cái rồi đấy.
Cái này không phải là lắm chết thôi nha. Cái máy bay này chịu được tên lửa hả? Còn sống chết tên được. Ê, Nghĩa em đang nhắm á Nghĩa, đừng lắc thằng Nghĩa. Anh đâu có lắc đâu, anh cố nó mà đó. Mấy rồi, mất thằng nhắm rồi. Ai bên kia bắn đi. Ok ok. Nè, yeah, anh bắn nè. Ồ. Không. Đã bị giăng mặt ti thôi. Rồi mình đánh nào rồi. Má, có một đứa. Đây, em nghe rồi. Rồi, nó rồi. Đi về. Oh, wow. Đã quá. Về, chuẩn bị ăn mừng nhá. Má không không nhận là anh giờ mới biết cái này á, má nó chịu được cái tên lửa nữa. Má nãy ăn 3 trái tên lửa chưa chắc. Ừ chắc mua quá. Má Nghĩa quá trời tiền luôn mà Nghĩa ăn hết tiền luôn. Anh còn 70 mấy triệu. Như vậy á. Tết chứ. Tết 13 má. Tết không Huy. Từ. Thì hồi để có nhiệm vụ thì tôi mở cho Huy ơi. Ủa cái nhiệm vụ 4 á là em làm được cái nào chưa? Em đang làm tới cái thuốc rác đó ba. Vậy là mấy cái nhiệm vụ đầu đấy anh làm chưa? Bên anh đi, qua bên anh đi. Rồi mấy nhiệm vụ sau qua bên em làm. Mẹ. Má đẹp luôn, quá đẹp. Hôm sao phải lại phá cái máy bay gì? What the hell? Ok, ủa mà... Tại sao lại cho nổ? Cái bà này nãy chạy rồi sao còn sống hay vậy? Má, hết anh da đen rồi, giờ anh da trắng nữa. Má. Má nguyên đám sợ, má cầm cái gì vậy? Má đừng có lấy tao bậy. Cầm đi cái chân. ăn đi. Ăn đi cái chân. Fly a boss. Like a boss. Like a boss. Áo thì chứ, platinum chứ. Ừ đúng rồi á, đúng ngầu luôn á. Nãy ăn nguyên quả tên lửa thì không chết. Tự nhiên giờ. Ừ đúng rồi á. First time bonus 470 mấy ngàn luôn. Sao? Tiền gì? Anh được 400 mấy ngàn, 470 mấy ngàn nè. Lên level. Hold up. Má, đéo tin được, lên vào xuống cho. Đéo tin được giờ đi hút rác. 12 năm đi học của mình, lớn lên đi hút rác cũng đáng rồi.